Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay là báo cho anh em một tin buồn nữa. Lần này là buồn thật sự luôn. Chúng ta sẽ vào phần manner của cái DPC để làm gì. Để chúng ta xem cái con card màn hình. Và lý do đó chính là card màn hình của mình đã bị cháy rồi. Card màn hình của tôi đã bị cháy rồi. Giờ tôi chơi Free Fire đâu còn mượt nữa anh em. Giờ vào tôi sợ vào Free Fire. Vào Blue Sky nó lắc kinh khủng luôn nên tôi còn không dám vào nữa, nhưng mà tôi cũng phải vào cho test cho anh em xem đúng không. Nói chung là bây giờ coi như là Free Fire gọi là càng ngày càng xa dần tôi. Đầu tiên là những cái vụ ví dụ như là hư tai phone là vấn đề đầu tiên. Đầu tiên là hư tai phone, hư cái mic, xong bây sau đó thì tôi vẫn chưa khắc phục, đến giờ tôi vẫn chưa khắc phục được cái mic. Tại vì cái mic cái tai phone kia thì nó thu được cái giọng của tôi mà nó có cái âm bass á, thì nên nó ấm hơn. Còn cái tai phone mà thu bằng cái camera này nó không có cái âm bass nên nghe nó hơi khá là chóe. Còn vấn đề thứ hai đó chính là tôi bị hack nick Facebook, xong bây giờ bắt đầu hack nick YouTube. Bọn này nó không chừa cho tôi một con đường sống luôn các bạn, nó không chừa cho tôi một con đường sống luôn. Và bây giờ đến cuối cùng thì cái con cảm hình của tôi nó cũng đã đến giới hạn của nó rồi. 4 năm rồi các bạn, 4 năm trôi qua nhưng một thời gian trôi giống như là một cái cộng đồng thôi. Nói tóm lại là thời gian trôi qua rất nhanh, 4 năm là một cái gì đó khá là dài với một cái con cảm hình, nên bây giờ cái con cảm hình của tôi nó không còn chịu được nữa. Thế là tối ngày vào ngày hôm qua, tức là ngày 11 tháng 2 năm 2023, là ngày hôm qua, bỗng nhiên tôi đang ngồi coi phim rất bình thường, chả có làm cái quần què gì đi. Ghê gớm hết. Bỗng nhiên con card của tôi nó nháy một cái, rồi nó không phải con card của tôi, màn hình nó nháy một cái nó tắt luôn, xong rồi nó không lên nữa, và nó cứ thế và nó cứ đèn vàng và không bao giờ lên nữa. Tôi phải chuyển sang cái gọi là cái con CPU của tôi để có thể vào được game Free Fire này các bạn. Như các bạn biết đấy, cái con CPU này thì nó làm sao mà chạy nổi được cái con Free Fire, nên nó khá là lắc, và không có con cảm hình thì nó sẽ rất là lắc, giờ vào không được luôn. Tóm lại là năm 2023 này là một năm rất là xui xẻo đấy, mọi người có thể thấy. Tôi sợ là bây giờ vào game là nó có cái hiện trạng lắc kinh khủng luôn này. Con card của tôi đang quay với tốc độ bàn thờ, mọi người có thể nghe thấy tiếng của nó. Cái này không phải con card mà cái này là CPU đang chạy. Tại con card tôi bị gì cháy mẹ rồi. Đấy, giờ vào game mà nhìn cái FPS của tôi là không lọt qua được 10 FPS đâu các bạn. Vậy nên cái con card mình rất là quan trọng khi chơi Free Fire mọi người. Đây bây giờ tôi sẽ vào hỏi điện cho anh em xem cái FPS của nó. Một cái con card tôi đang chạy kê quá. FPS không vượt qua được 10 luôn nha các bạn. Vẫn là setting cũ, không có gì đổi mới luôn, chỉ có đổi mới là không có con cảm hình, và thế là nó lắc. Giờ cuối cùng vào game đấy, nó lắc kinh khủng chưa, cái này là không có cảm hình nên nó lắc như vậy đấy. Trời, cái này thì làm gì chơi được nữa đúng không, bây giờ bỏ đó thôi chứ sao giờ. Ui vãi, FPS 15 mà bắn phút đầu các bạn. Ok, hồi nãy là ăn đùa rồi các bạn, rồi FPS 15 mà tôi là siêu pro chứ. Nói chung là cái FPS nó không thể nào vượt qua được cái con số là 30 luôn mọi người. Đấy là khi không có card đấy mọi người ạ. Về mọi người đã hiểu tại sao cái con laptop nó hay bị yếu hơn là mấy cái máy tính bàn. Mà mấy cái tính bàn mà CPU yếu thì một ghê thật, cái con i7 của tôi cũng ghê thật, cũng chịu được cái này ghê lớn thật. Thôi mất công nó lại hư nữa. Thôi nói chung là ok, đây là một thông báo. Nói chung là bây giờ sẽ không chơi Free Fire trên PC nữa, để chơi trên điện thoại nhá. Mà trên điện thoại thì không có cái gì để làm hết, biết làm sao nữa. Ok,